1.000 phần quà được trao đến tận tay các bà con đồng bào. 1.000 phần quà được trao đến tận tay tất cả các bà con đồng bào ở tỉnh Đắk Nông của các chị ơi. Đây, hôm nay tổng đốc Mai Sa và CEO Hoàng Kim Khắc sẽ trao tận tay 1.000 phần quà, bao gồm 10 ký gạo, 1 ký tôm, 1 cây dầu ăn, bánh trung thu và phần tiền mặt nữa các chị nha, đến 1.000 các hộ dân. Tất nhiên đang tặng các phần quà áo quần và giày dép cho con bé. Thôi mặc giày luôn. Ơi. Đây con bỏ tay đây. Đây con. Trời ơi, thương quá, đẹp lắm luôn nha con ơi. Đây con bỏ tay vô đây cho cô nắm. Rồi. Rồi con mang dép vô cho cô nè. Yeah.
Chị ơi nha. Rồi. Đẹp quá, đẹp trai quá. Bao gồm là 10 kg gạo, 1 thùng mì tôm,
giao ăn trong bánh trung thu, và bên cạnh đó còn có phần tiền mặt 100.000 cho tất cả các bà con ở đây. Bà con gồm mỗi bà con nhận được 10 ký gạo nha cả nhà ơi, một chai dầu ăn nè. Rất là đông bà con. Đây đi làm thiện nguyện trên tỉnh Đắk Nông, nhà Melissa đã bỏ ra hơn 1 tỷ nha cả nhà ơi, cực kỳ là nhiều luôn. Bây giờ nếu mà các chị thấy phim live của nhà Melissa có ý nghĩa nhân văn đó, các chị chia sẻ phim live giúp Melissa các chị nha, để lan tỏa tình yêu thương cũng như là niềm vui của các thầy. Bên cạnh đó, tất nhiên là mà phòng lúc Melissa còn trao thêm tất cả phần quà như là giày dép nè, bé ở đây con của bà không đi, không không con bà đi được cả. Thôn báo à? Thôn 6 báo. À, thôn 6 báo. Rồi. Rồi em thì bên đồng bào nào? Bên đồng bào nào đây? Không có là bên cả đi bên. Không biết nói à? À, không biết nói cả 3-4 người này không biết nói luôn à? À, có nghĩa là sao lại không biết nói? Các em ta sao ở đấy? Các em lại nói được tiếng gì mình bên này nói được không? À, không người nói được, không người được. Ở bên này là đa số đồng bào Mông. Cái đồng bào gì nữa? Đồng bào Dao. Ngọc ơi, có đôi dép nào nào không hết chưa? Ở nhà con mấy tuổi? 2 đứa, sinh đôi. 6 tuổi sao mặc vừa được? Nhỏ nó cũng mặc vừa được. Đồ nhỏ quá. Chị có muốn biếu em nhưng mà nhỏ quá. Có con trai không? Con trai có nhưng mà mấy tuổi? 2 tuổi. Cho em đi. Mấy tuổi em? 2 tuổi cho bộ đồ đây, đây đây. Đây hôm nay bà con đến từ Kỳ Long. Hiện tại bây giờ thì vợ chồng anh Khánh đang chuẩn bị tặng quà cho tất cả các đồng bào Mông và Hờ Mông tại tỉnh Đắk Nông. Ở đây đa số là đồng bào, và đồng bào thì một số đồng bào thì biết nói tiếng Kinh, còn một số đồng bào thì lại không. Không biết nói tiếng Kinh mà nói tiếng Mông với tiếng Thái. Một số đồng bào nói tiếng Mông với tiếng Thái thôi. Còn một số đồng bào thì nói tiếng Kinh. Thế này không? 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 Thế này không?
khi Mai phát quà thì Mai phát hàng nghìn người nha. Mai không phải phát 100 người hay 50 người, Mai phát hàng nghìn người. Bởi vì hôm nay là Mai sẽ vợ chồng Mai Thái chi ra hơn 1 tỷ chi ra hơn 1 tỷ để phát quà cho tất cả các bà con. Đó, mà Mai phát là Mai phát ra hơn 1.000 người. Ngày hôm qua 400 trẻ em nữa. Đợt này thì phát là 1.400 người. Và để mà phát được cái lượng quà khủng như thế này là phải chuyên nghiệp lắm mới phát được cả nhà ơi. Em phải nói các chị ơi, hôm nay là tổng đốc Mai Sa cùng CEO Hoàng Yến Khánh sẽ phát hơn 1.000 phần quà các chị nha. Đây, 1.000 phần quà được trao đến tận tay các bà con, rất là đông luôn các chị. Đây là ở vùng cao, Gà Long đi cả nhà ơi. Tỉnh Đắk Long, xã Quảng Hòa, huyện Đắk Gà Long, tỉnh Đắk Nông. Không phải là muốn phát là phát cho các chị, tại vì ở đây là phải kết hợp với lại bên công an tỉnh nữa các chị, phối hợp với công an tỉnh để trao quà đến tận tay các bà con. Tổng giám đốc Mai Sa với kinh nghiệm rất là nhiều các chị, cho nên là phát là lúc nào cũng phải có sự chuyên nghiệp. Đồng luôn. Hôm nay rất là may là trời nắng nè, buổi phát sẽ diễn ra rất là thuận lợi luôn. Hai ngày nay là làm thiện nguyện hơn 1 tỷ đồng với cả nhà. Chị Mai Anh Khánh là bỏ tiền cá nhân của mình ra hơn 1 tỷ đồng để làm thiện nguyện luôn. Không hề kêu gọi quyên góp của ai luôn á các chị. Đây chính là tiền tươi thấp thật luôn. Hôm nay mỗi bà con sẽ nhận được 10 ký gạo nè, 1 thùng mì tôm, dầu ăn, 1 cặp bánh trung thu và 100.000 tiền mặt nha. Mỗi bà con sẽ nhận được 1 phần quà như vậy. Bên cạnh đó tổng đốc Mai Sa xin đi khảo sát xem thử là ở trên đây có hộ nào mà nghèo thì sẽ xây một căn nhà tình thương cho bà con ở đây. Chị Mai Anh Khánh là người tự bỏ tiền cho 1 tỷ để làm và đích thân trực tiếp là đi đến. Ngoài 1.000 phần quà ra sẽ bao gồm 10 ký gạo, 1 thùng mì tôm, 1 cặp bánh trung thu, chai đồ ăn, 100.000 tiền mặt. Thì còn rất là nhiều phần quà khác cho các bé nhỏ nơi đây. Ví dụ như là các bé nào mà không có giày dép mang đi thì tổng đốc Mai Sa cùng CEO Hoàng Kim Khánh có chuẩn bị rất là nhiều phần quà nhỏ cho các em, như là những bộ đồ quần áo nè, và những đôi giày đôi dép cho các bé. Và bà con ở đây ngồi rất là chuẩn bị. Mai Kim Khánh là người trực tiếp bỏ tiền ra 1 tỷ để làm thiện nguyện, mà còn trực tiếp là đến tận cái xã nghèo nhất của tỉnh Đắk Nông luôn cả nhà, một cái xã phải là vùng sâu vùng xa, và bà con ở đây đa số nha đều là những cái người dân tộc thiểu số, có điều kiện rất là khó khăn. Tổng giám đốc Mai Sa cùng CEO Hoàng Kim Khánh là tự bỏ tiền túi ra hơn 1 tỷ đồng rồi các chị nha, hơn 1 tỷ đồng để làm cho chương trình thiện nguyện đợt này. Và tự đi cũng không kêu gọi quyên góp ai hết cả. Hôm qua là vừa phát trung thu hơn 400 phần quà cho trẻ em ở đồng bào Đông. Ngày hôm nay phát hơn 1.000 phần quà cho các bà con ở vùng sâu vùng xa, vùng cao là cả nhà ơi. Đây các nhà có thấy không ạ? Chương trình nha, cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quảng Hòa, huyện Đắk Gà Long, tỉnh Đắk Nông. 1.000 phần quà được trao đến tận tay các vừa bà con. Vừa có mì tôm, vừa có gạo, vừa có quà luôn. Đây mì tôm. Hơn 1.000 phần quà bao gồm 10 ký gạo, 1 thùng mì tôm, 1 cặp bánh trung thu, 1 chai đồ ăn và 100.000 tiền mặt. Đồng bằng ở đây hơn 1.000 hộ.
ấm áp tình cảm quá. Cảm ơn PV rất nhiều nha. Ngưỡng mộ tấm lòng vàng của anh chị. Cảm ơn chị Trần Thị Hải Lượng nha. Cực kỳ là ngưỡng mộ tấm lòng của chị Mai Vàng Sống luôn. Đi làm thiện nguyện liên tục luôn. Phải nói là trong cái tháng 9 này là làm gần hơn 3 tỷ cả nhà. Hơn 3 tỷ mà không hề kêu gọi quyên góp ra từ ai hết trơn. Từ bỏ tiền túi ra, từ đi tự làm luôn. Đây. Tấm lòng của anh chị hờ cao cả chút. Đây là một trong những cái xã là bà con cực kỳ là khó khăn luôn. Bà đến rất sớm luôn. Rất là đông các bà con đồng bào đến như thế nha. Các bà con đồng bào đến nơi đây để nhận quà của Hoa Sa và Siêu Hồng Chủ Thánh, cho trực tiếp 1.000 phần quà. Và không phải làm phát 1 phần, 2 phần hay là 10 phần các chị, mà phát đến hàng ngàn phần quà cho tất cả các bà con đồng bào nơi đây. Mỗi phần quà sẽ bao gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì tôm, 1 cặp bánh trung thu, 1 chai dầu ăn và 100.000 tiền mặt cho các chị nha. Nhiều chương trình thiện nguyện rồi cả nhà, cho nên là mình rất là có nhiều kinh nghiệm luôn, không bao giờ mà bị lộn xộn này kia đâu. Bà con rất là trật tự nha, không có chuyện mà lộn xộn rồi là chen lắng xô đẩy để gọi là bà con rồi là mất trật tự đâu nha cả nhà. Còn có các công an cảnh Đắk Nông nè, hỗ trợ cho các bà con chỗ ngồi. Bà con đồng bào nơi đây rất là đông, hơn 1.000 hộ luôn, hơn 1.000 hộ muốn nhận quà. Và lúc nào đi làm thiện nguyện á, tổng giáo Mai Sa và CEO Mai Kim Thánh cũng chuẩn bị hơn cái số 1.000 đó các chị, để cho những bà con mà phát sinh ngoài dự kiến á thì cũng có quà mang về các chị nha. Với kinh nghiệm làm việc thiện rất là lâu năm rồi. Trong tháng 9 này là mà đã chi hơn 3 tỷ để làm tiền thiện các chị. Và hôm nay thẩm mỹ viện Malisa sẽ kết hợp cùng với công an tỉnh Đắk Nông để tổ chức cái chương trình này. Về phía lãnh đạo xã Quảng Hòa, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Y Minh, Phó Bí thư Đảng ủy. Xin được trân trọng giới thiệu ông Vi Văn Thuộc, Phó Bí thư Ủy ban nhân dân xã. Và hôm nay với sự đồng hành của hệ thống thẩm mỹ viện Malaysia, chúng ta xin được nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của ông Hoàng Minh Thánh và bà Phan Thị Mai, giám đốc hệ thống thẩm mỹ viện Malaysia. Xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của chị Lê Thị Duyên, giám đốc thẩm mỹ viện Malaysia. Ngoài ra còn có sự hiện diện của hội viên hội phụ nữ, đoàn viên thanh niên công an tỉnh, công an huyện Đắk Nông. Một ngàn phần quà xin chào cho tất cả các bà con ở đây luôn các chị. Và với kinh nghiệm của chị Marisa làm từ thiện nguyện đã lâu năm rồi các chị, và xin trao quà cho tất cả các bà con là sắp xếp chỉnh chu chu toàn hết các chị nha. Bà con nơi đây rất là sự đồng hành và hỗ trợ từ được sự hỗ trợ từ công an tỉnh Đắk Nông kết hợp cùng với thẩm mỹ viện Malaysia. Bà con nơi đây rất là đông luôn ạ. Ốc.
Ngọc ơi. Lời đầu tiên thì cho các con gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới tất cả ban lãnh đạo huyện nhà cũng như tất cả các bà con đã có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay. Một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất ạ. Cùng xin giới thiệu với bà con, các bà con là vợ chồng con là con là Phan Thị Mai, chồng con là Hoàng Kim Khánh. Vợ chồng con thì kinh doanh bên cái lĩnh vực thẩm mỹ đất, hiện tại bây giờ đang sinh sống ở Sài Gòn. Thì ngày hôm nay là nhân dịp trung thu, Tết trung thu thì đại gia đình thương hiệu thẩm mỹ viện Máy Xa kết hợp với là ban lãnh đạo huyện nhà cùng với là công an tỉnh Đắk Nông phối hợp để trao tất cả là hơn 1.000 phần quà cho tất cả các bà con. Với những cái phần quà thì quý là nói nhỏ nhưng mà đó là cái tình cảm yêu thương mà đại gia đình Mai Sa cũng như là ban lãnh đạo địa phương cùng với bộ công an muốn chia sẻ tới với tất cả các bà con. Vì mỗi phần quà như vậy thì một thùng tôm, 10 ký gạo, 100.000 tiền mặt, một chai dầu ăn và hai cái bánh trung thu. Và một lần nữa thì cảm thấy nói gì hơn, chúc tất cả các bà con luôn luôn mạnh khỏe, may mắn trong cuộc sống. Trồng lúa thì lúa được mùa, trồng rau thì rau được mùa, cũng như là chăn nuôi thì nuôi gà, nuôi vịt, nuôi con, nuôi bò thì đều là càng ngày là càng phát triển. Và mong rằng là ai ai cũng là khỏe mạnh, càng ngày hạnh phúc và càng ngày là càng không có một gia đình nào là nghèo được cả. Đó là cái điều mong ước của chính bản thân con cũng như tất cả là mọi người có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay. Và một lần nữa thì con chúc tất cả bà con sạch và mạnh khỏe. Con xin cảm ơn ạ. Vâng, xin cảm ơn chị Mai. Và đây xin mời chúng ta kết thúc ơi. Hôm nay sẽ là một ngày cực kỳ đặc biệt của chúng ta nha. Tổng giám đốc Malisa và CEO Hoàng Kim Khánh xin trân trọng nhận quà đến cho tất cả các bà con đồng bào nơi đây là dân tộc Mông và Mơ Nông tại xã Quảng Hòa, huyện Đắk Cờ Long, Đắk Nông. Tất cả các bà con nơi đây sẽ nhận được một phần quà bao gồm là 10 ký gạo, một thùng mì tôm, một chai dầu ăn, một cặp bánh trung thu và một bình hàng ấm có 100.000 tiền mặt. Tại vì tổng thống Mai Sa trời mưa cho nên là sẽ cho bà con trình rạp nè, trời mưa là trời nắng á, trình rạp cho tất cả các bà con mình đi mưa đi nắng hôm nay học và hộ cận nghèo thi bộ phương xã Quảng Hòa. Thay mặt cho chính quyền địa phương tôi xin trân trọng cảm ơn và tổng giáo hoa xã đã làm thiện rất là lâu các chị của kinh nghiệm cũng các chị cho nên là phối hợp hôm nay là phối hợp với công an tỉnh Đắk Nông, công an chiến sĩ tỉnh Đắk Nông để trao quà cho tất cả các bà con.
chiến sĩ công an kết hợp với quân các chiến sĩ công an để cho bà con đồng bào các bà con đồng bào ở đây. Bà con ở tỉnh Đắk Nông tiến hành rất là trật tự luôn, không có lộn xộn, tại vì ở đây là có sự kết hợp của các chiến sĩ. Các quà vô cùng là chuyên nghiệp luôn. Mai Lisa xin chào chị Hoàng Thiện nha. Mai Lisa trong vòng tháng 9 này đã làm từ thiện gần 3 tỷ đó, hơn 3 tỷ rồi chị. Và đây là tiền túi của tổng đốc Mai Sa và CEO Hoàng Kim Khánh nha, chứ không hề nhờ kêu gọi quyên góp từ ai hết trơn á. Tiền tươi thấp thật luôn. Và mỗi lần đi làm thiện nguyện như vậy, ví dụ như là dự trù là 1 tỷ, nhưng mà tổng đốc Mai Sa lúc nào cũng mang hơn 1 tỷ thì thiệt, tại vì có nhiều trường hợp phát sinh thêm. Ban giám đốc công an tỉnh là công tác của công an tỉnh, các anh chị mặt trận quân và các anh chị công an. Hôm nay quà số lượng là 1.000 nha cả nhà ơi, nhưng mà chuẩn bị là phải hơn 1.000, tại vì là chắc chắn là sẽ không phát sinh thêm nữa. Đây là kinh nghiệm làm từ thiện của Melissa nha. Và mỗi bà con ngày hôm nay nhận được mỗi người thứ nhất là 10 kg gạo, thứ hai là một thùng mì tôm, thứ ba là một giỏ quà của Melissa chuẩn bị là một cặp bánh cuốn cùng một chai dầu ăn, thứ tư là một phong bì 100.000 tiền mặt và rất là nhiều những món quà thiết thực luôn. Và mong bà con sẽ có một cái cuộc sống là tốt đẹp hơn, sẽ là không còn khó khăn nữa. Mong sao cho tất cả bà con sẽ có cuộc sống tươi đẹp hơn, và kết hợp cùng với chiến sĩ công an ở tỉnh Đắk Nông sẽ phát cho tất cả các bà con ở đây một phần quà trao tặng tay cho tất cả các bà con. Hơn 1.000 đừng có chấn tên lên viết trước bây giờ là bắt đầu là chị Mai và anh Khánh sẽ phát quà cho các bà con nha cả nhà ơi. Bây giờ là từng bà con sẽ được đọc tên theo thứ tự sắp thành hàng và sẽ nhận quà từ chị Mai và anh Khánh nha. Mỗi bà con sẽ nhận được một cái phiếu từ thôn gửi về cho các bà con. Sau đó có phiếu rồi, bắt đầu mình sẽ tới địa điểm để mình nhận quà nha. Và bắt đầu là từng bà con được đọc tên trong danh sách. Mỗi người sẽ cầm một cái phiếu trên tay và chị Mai Bảnh Khánh sẽ trao từng phần quà đến tận tay các bà con mình luôn. Mỗi phần quà là một 10kg gạo nha. 10kg gạo, một thùng mì tôm nè, một chai dầu ăn, một cặp bánh trung thu và 100.000 tiền mặt. Thì bắt đầu là từng bà con sẽ được đọc tên trong danh sách của xã và sẽ lên nhận quà. Kết hợp với công an, chiến sĩ công an tỉnh Đắk Nông cùng với huyện Mai Lisa trao 1.000 phần quà cho tất cả các bà con tại xã Quảng Hòa, huyện Đắk Cờ Long, tỉnh Đắk Nông nha các anh chị. Và hôm qua đến hôm nay là tỉnh Đắk Mai Sa đã chi hơn một tỷ đồng để trao tất cả các phần quà đến các bà con ở đây. Mỗi bà con sẽ được ở bên thôn phát cho một phiếu nhận quà. Các bà con đến nhận quà rất là trật tự. Với kinh nghiệm làm từ thiện lâu năm, bao nhiêu phiếu em ơi, em cũng như vậy. Kinh nghiệm nhất. Nhận quà và đi lại tổng phụ luôn ạ, không quay lại nữa, không đúng ạ. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ tập trung cho khán giả bên này để chúng ta nộp phiếu. Sau khi nộp phiếu xong, chúng ta sẽ đi nhận vào nhận tiền và chúng ta đi ra tổng phụ luôn ạ. Con đúng ạ. Cảm ơn đồ. Cảm ơn đệ. Cảm ơn đệ cái bao chú là cô đáng quý. Chị áo vàng đứng xuống cái gì ạ? Nó có người mà. Quà thì cô lâu đấy. Đây là gạo nha cả nhà ơi. Mỗi bà con nhận được một túi gạo như thế này, tương đương là 10kg gạo nha. 10kg gạo, một thùng mì, một cặp bánh trung thu, một chai dầu ăn, và bên cạnh đó là khoảng 100.000 tiền mặt.
các anh chiến sĩ công an sẽ hỗ trợ cho tất cả bà con. Các bà con có phiếu sẽ xếp hàng rất là trật tự. Tuyệt vời quá, đúng rồi, rất là tuyệt vời nha Bảo Hiếu ơi. Ngày hôm nay rất phải nói là một ngày tuyệt vời của các bà con ở xã Quảng Hòa, huyện Đắk Long, tỉnh Đắk Nông luôn. Ngày hôm nay được nhận rất là nhiều quà từ chị Mai Bảnh Thái. Có họ cầm quà luôn, một người cầm cái quà đây. Phát phiếu sẽ không sót ai, đúng rồi Ruby ơi. Mình phát phiếu thì mình không sót ai được nha. 1.000 phần quà là tương đương với 1.000 phiếu. Hôm sẽ phát cho từng hộ dân luôn. Và từng bà con sẽ được đọc tên lên danh sách và được nhận quà. Và lúc nào có phiếu rồi, phát phiếu rồi. Các bà con phát phiếu trước đó. Rất là chuyên nghiệp luôn, đúng không? Rất là chuyên nghiệp ha. Các bà con đã được phát phiếu trước đó các chị nha, hôm nay chỉ việc đến nhận quà thôi. Và lúc nào cũng vậy, tổng đốc Mai Sa sẽ chi hơn 1.000 phần quà, tại vì sẽ có dự trù phát sinh đó các chị, sẽ có dự trù phát sinh. Những bà con nào mà chưa có kịp phiếu thì mình cũng có thể đến nhận quà luôn. Và bên cạnh đó sẽ có một phần tiền mặt gồm 100.000. Anh nhớ đứng sau đi anh ơi. Các bà con đồng bào ở đây đã nhận quà rất là đông, hơn 1.000 hộ dân. Và mỗi hộ sẽ được các chiến sĩ công an bên thôn phát cho một cái phiếu đến nhận quà các chị nha. Cho nên là đảm bảo về trật tự. Các quà rất là chuyên nghiệp rồi. Mỗi bà con sẽ nhận được một túi gạo 10kg, một thùng mì tôm, một túi quà Marisa sẽ bao gồm một chai dầu ăn và một cặp bánh trung thu, và bên cạnh đó là 100.000 phần tiền mặt các chị nha. Các bà con sẽ được nhận phiếu là từ mấy ngày trước rồi, sau đó đến ngày hôm nay mới bắt đầu là đúng giờ đúng địa điểm và sau đó sẽ lên nhận quà nha. Có các chiến sĩ công an sẽ hỗ trợ tất cả. Bỏ thôi đi em ơi. Tê tê và tê lại ấy, lùi ra lùi đi thôi, đường vòng đằng sau không phải phía trước đâu, phải phía trước hết cả đường. Ta phòng ra phía sau nhá. Ta có thể hơn ta đi vòng về phía sau, xếp ở phía sau này rồi ta đi lên không có sợ gì hết nhá. Đâu đâu ta trả từ chỗ này để phát quà cho ngay đồng để tiến hành bắt đầu đồng. Rồi xin mời. Đây. Xin mời các đồng chí thu phiếu đây nhở. Bây giờ hai hàng bên đây sẽ đi trước nhá. Tất cả các bà con sẽ bắt đầu lên xếp hàng để nhận phần quà của mình các chị nha. Mỗi bà con sẽ cầm trên tay là một phiếu nhận quà. Chúng ta đồng phiếu đi vào. Bà con rất là đông và bọn xếp hàng ngang nắp trật rất là trật tự. Hôm nay viện Malisa kết hợp với lại các chiến sĩ công an tỉnh Đắk Nông
Phần quà tuy nhỏ nhưng cái giá trị tinh thần mang lại rất là lớn đó các chị. Của cho không mà cách cho, và đây là tấm lòng tình yêu thương của tổng đốc Mai Sa cùng CEO và chiến thắng cho tất cả bà con người dân ở đây. Các chị ơi, các chị thấy phiên live của nhà Mai Sa ý nghĩa đó, các chị chia sẻ rộng rãi phiên live của Mai Sa các chị nhé. Đây là con đê rồi. Mỗi phần quà sẽ bao gồm là một thùng mì tôm, 10 kg gạo, một phần quà sẽ là bao gồm một keo ăn bánh trung thu, và bên cạnh đó là 100.000 tiền mặt các chị nha. Món quà tuy là nhỏ nhưng mà giá trị tinh thần vô cùng là lớn đúng không ạ? Tỉnh Đắk Nông nhưng mà cụ thể là ở xã Quảng Hòa đúng không cả nhà ơi? Anh coi nha, bên mì tôm thiên cai nha. Không đâu. Đây là một trong những xã nghèo nhất của tỉnh Đắk Nông đó cả nhà. Cho nên là chị Mai và anh Thắng đã trực tiếp tới đây để trao tặng ta những phần quà cực kỳ ý nghĩa cho các bà con mình luôn. Hôm nay là ngày trung thu, đúng là một ngày cực kỳ ý nghĩa của tất cả các bà con mình luôn. Hôm qua hôm nay thì tổng đốc Mai Sa cùng CEO Hoàng Chiến Thắng đã trao hơn 1 tỷ, đã cho hơn 1.000 phần quà, tổng cộng là hơn 1.400 phần quà các chị, và chi phí là đã hơn 1 tỷ đồng rồi. Trong năm tháng chín này tổng thống Mai Sa đã chi ra hơn 3 tỷ đồng để làm cái chương trình tất cả các bà con. Và đây là tiền tôi thành thật luôn, tiền của tổng thống Mai Sa bỏ tiền túi ra, không hề kêu gọi quyên góp bất kỳ ai luôn á. Và tất cả các bà con ở đây tất cả hàng đi nhận quà đó là trật tự của bà con, một quà bao gồm là 10 kg gạo, một thùng mì tôm, một chai dầu ăn, một cặp bánh trung thu, 100.000 túi nha. Đây mỗi bà con đang được nhận đây à, cả nhà thấy không? Một thùng mì tôm nha, 10 kg gạo, một giỏ quà bao gồm là một chai dầu ăn và một cặp bánh trung thu, và được phát là 100.000 tiền mặt nha cả nhà ơi. Đây được phát 100.000 tiền mặt nha. Đây một cặp quà. Đây phát 100.000 tiền mặt, 10 kg gạo, một thùng mì nha, một giỏ quà bao gồm là một Long ơi, Long, đây là chú mấy bà làm gì vậy? Đây đem cái đem cái vô. Anh như đưa tiền ở đây.